Kính chào quý khán giả, mời quý khán giả theo dõi chương trình 12 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ, sáng nay ngày 15 tháng 12, đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn do ông A Nủ Phạp Tủ Nã Lơm, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn làm trưởng đoàn đến tham quan và tìm hiểu hoạt động của trường nông nghiệp thuộc trường học Cần Thơ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cùng lãnh đạo một số sở ngành thành phố cùng tham dự. Trường nông nghiệp hiện có 7 khoa với hơn 3.000 sinh viên đang theo học. Bình quân mỗi năm trường tuyển từ 800 đến 1.000 sinh viên. Từ dự án nâng cấp trường Đại học Cần Thơ, trường nông nghiệp được nâng cấp và đầu tư thêm hệ thống phòng thí nghiệm. Đồng thời trường cũng được đầu tư khu nhà lưới với trang thiết bị hiện đại, phục vụ cho giảng dạy, thực hiện nghiên cứu chuyên sâu các đề tài hợp tác trong và ngoài nước. Ông A Nủ Phạp Tủ Nã Lơm ấn tượng trước cơ sở vật chất, hệ thống phòng thí nghiệm, bảo tồn gen thực vật, kho đông lạnh bảo tồn hơn 3.000 giống lúa quý hiếm đồng bằng sông Cửu Long và cả nước của trường nông nghiệp. Các thành viên của đoàn trao đổi, tìm hiểu về hoạt động kết nối giữa nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp, hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật lĩnh vực nông nghiệp. Đoàn đề nghị thành phố Cần Thơ quan tâm cấp thêm nhiều suất học bổng để học sinh, sinh viên Lào có cơ hội học tập tại trường Đại học Cần Thơ. Hôm qua, ngày 14 tháng 12 tại thành phố Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI tổ chức hội thảo chiến lược quản lý trồng trọt thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Dự hội thảo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam và gần 100 đại biểu là các nhà khoa học và đối tác tham gia sáng kiến EIA trên toàn cầu. Sáng kiến nông học xuất sắc hiện đang được thực hiện và đánh giá rộng khắp trên toàn hệ thống liên minh các tổ chức nghiên cứu nông nghiệp quốc tế. Tại Việt Nam, IRI thực hiện sáng kiến EIA cùng với sự đồng hành của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sau gần 3 năm hoạt động, sáng kiến nông học xuất sắc đã đạt được những kết quả đáng kể. Các đại biểu đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển và nhân rộng giải pháp nông học, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải cho Việt Nam. Dịp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố quy trình kỹ thuật và ra mắt sổ tay hướng dẫn cơ giới hóa gieo xạ tăng hiệu quả và giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long, trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực hiệu quả vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Cũng trong hôm qua, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ 12, 2022-2023 tổ chức tổng duyệt chương trình lễ tổng kết và trao giải hội thi. Chương trình lễ tổng kết sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ chiều nay tại hội trường Thành ủy Cần Thơ và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ 12 có 108 giải pháp có giá trị về kinh tế, xã hội, thể hiện tính ứng dụng trong thực tế của các tác giả, nhóm tác giả đến từ các đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Qua đó, đã chọn 45 giải pháp xuất sắc để trao giải. Ngoài ra, ban tổ chức cũng khen thưởng cho 5 đơn vị có nhiều giải pháp dự thi. Sáng nay, Bộ Công Thương, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phối hợp với Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tổ chức khóa đào tạo pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quy trình giải quyết yêu cầu kiến nghị phản ánh của người tiêu dùng qua hệ thống tổng đài 1800-6838. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đã tiếp nhận yêu cầu kiến nghị khiếu nại của người tiêu dùng đến quý 3 năm 2023 với 11.237 cuộc gọi và 1.557 đơn thư phản ánh yêu cầu kiến nghị có nội dung liên quan tới lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng qua hệ thống tổng đài 1800-6838. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng giới thiệu quy trình tư vấn, hỗ trợ và tiếp nhận giải quyết yêu cầu kiến nghị phản ánh của người tiêu dùng qua hệ thống tổng đài 1800-6838. Chia sẻ kinh nghiệm tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người tiêu dùng liên quan đến lĩnh vực sở hữu kỳ nghỉ. Khóa tập huấn phổ biến các nguyên tắc chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các cơ quan quản lý nhà nước, từ đó nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và xem xét thông qua một số nội dung quan trọng khác. Trong năm 2023, Phong Điền thực hiện đạt và vượt tất cả 14 chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện giao. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 1.280 tỷ đồng, đạt 101,43% kế hoạch. Xây dựng được 13 trên 5 mô hình đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, được thành phố công nhận 4 sản phẩm ô cốp hạng 4. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác an sinh xã hội được đảm bảo,
tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,06%. Vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt và vượt chỉ tiêu giao. Xây dựng xã Trường Long, xã Mỹ Khánh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Vĩnh Thạnh vừa họp ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để thảo luận bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 đối với xã Vĩnh Bình và xã Vĩnh Trinh. Trong những năm qua, xã Vĩnh Bình và Vĩnh Trinh đã tranh thủ mọi nguồn vốn với kinh phí hơn 132 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp hơn 26 tỷ 900 triệu đồng để đầu tư xây dựng nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, các địa phương đều đạt 19 trên 19 tiêu chí. Trong đó, nổi bật ở xã Vĩnh Bình gồm các tiêu chí về tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí về bảo hiểm y tế và tiêu chí về hành chính công. Đối với xã Vĩnh Trinh, cũng có nhiều tiêu chí nổi bật như về xây dựng giao thông nông thôn, tiêu chí về hành chính công và tiêu chí về tiếp cận pháp luật. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện Vĩnh Thạnh đã bỏ phiếu công nhận xã Vĩnh Bình và xã Vĩnh Trinh đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đồng thời, đề nghị hai địa phương khẩn trương hoàn thành các hồ sơ thủ tục để trình thành phố xem xét công nhận. Quý khán giả thân mến, với diễn biến ngày càng phức tạp của sạt lở, mới đây thành phố Cần Thơ vừa phát lệnh khởi công xây dựng thêm một công trình kè chống sạt lở khẩn cấp trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. Đây là công trình kè chống sạt lở khẩn cấp thứ 17 trong năm được thành phố triển khai thực hiện nhằm khắc phục sự cố do thiên tai gây ra, góp phần đảm bảo việc đi lại cũng như ổn định đời sống của người dân. Đoạn kè này có chiều dài 80m do Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư, vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 7 vừa qua. Đây là công trình chống sạt lở khẩn cấp với vốn đầu tư 10 tỷ đồng nhằm khắc phục sự cố sạt lở diễn ra tại bờ bắc kênh Cái Sắn thuộc địa bàn ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh vào cuối năm 2022. Lúc lỡ là học sinh đồ đi học cũng khó khăn lắm, như đường đi đồ kia cũng khó khăn á, dân đi làm ăn đồ cũng khó lắm. Bây giờ làm được bờ kè rồi dân chúng mừng lắm. Học sinh cũng đi học đủ vui lắm, chạy hàng hàng lượt lượt vậy đó. Đường gì lắm mừng, ở đây ai cũng mừng hết. Kênh Cái Sắn đoạn qua địa bàn huyện Vĩnh Thạnh có chiều dài khoảng 25 km, trong đó đoạn thuộc địa bàn xã Vĩnh Trinh dài 5 km. Hiện ngoài đoạn kè chống sạt lở 80m như đã đề cập, Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ đang triển khai đầu tư theo lệnh khẩn cấp đối với một số đoạn sạt lở tiếp nối dài hơn 600m. Dự án có vốn đầu tư 66 tỷ 500 triệu đồng. Thời gian thi công từ ngày 5 tháng 12 năm 2023 đến ngày 25 tháng 11 năm 2024. Trong những năm qua thì đối với kênh Cái Sắn là trong cái giai đoạn sạt lở, cái mức độ nguy cơ rất là cao và tiềm ẩn cái yếu tố là nguy hiểm, ảnh hưởng đến cái vấn đề phát triển kinh tế cũng như đi lại của bà con nhân dân trên địa bàn. Thì được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thì hôm nay triển khai thực hiện kè đảm bảo chống cái sạt lở để cho bà con là phát triển kinh tế, tránh cái ảnh hưởng đến tính mạng cũng như tài sản của bà con trong vùng sạt lở. Các cái thủ tục để tổ chức thực hiện cái lệnh khẩn cấp đã xong thì chúng tôi sẽ quyết tâm huy động các cái lực lượng và lên kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Và có thể nói trên cái tuyến này thì cũng sẽ sau khi đầu tư thì đáp ứng được cái nguyện vọng của bà con trên tuyến cũng đã mong chờ, và cái chính quyền địa phương thì chúng tôi sẽ huy động các cái lực lượng để sớm thi công hoàn thành và phát huy cái hiệu quả của cái tuyến kè chống sạt lở này. Theo thiết kế, công trình kè nêu trên sẽ được xây dựng theo dạng bản sàn kết hợp thảm đá gia cố mái với cao trình đỉnh gờ lan can dương 3m. Tại buổi phát lệnh khởi công mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị cần tập trung nhân lực, trang thiết bị và tận dụng tốt điều kiện thủy văn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình sớm hơn thời gian ấn định 2 tháng. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo về chất lượng công trình theo thiết kế, đặc biệt thực hiện nghiêm các quy định của một dự án được đầu tư theo lệnh khẩn cấp để phát huy tối đa ý nghĩa của công trình. Tiếp tục chương trình 12 giờ với những thông tin đáng chú ý khác. Nhằm tạo sinh khí vui tươi phấn khởi chào đón năm mới 2024 sắp đến, quận Ô Môn đã tổ chức lắp đặt đèn trang trí Tết trên địa bàn quận. Đèn đường trang trí Tết của quận Ô Môn được thực hiện trên các tuyến đường trung tâm như đường 26 tháng 3 và đường Trần Hưng Đạo, trụ sở quận ủy, ủy ban nhân dân, công viên Châu Văn Liêm với phần cổng chính tại đường 26 tháng 3, gồm các quà tiết, cờ đảng, quốc kỳ, quà tiết qua mai vàng tươi thắm, tạo sinh khí vui tươi cho ngày xuân.
dự án do Phòng Quản lý Đô thị quận làm chủ đầu tư với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng từ ngân sách. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, từ hôm nay ngày 15 tháng 12, Công an thành phố Cần Thơ triển khai đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Dương lịch và hoạt động kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Theo đó, từ ngày hôm nay 15 tháng 12, các lực lượng chức năng thuộc Công an thành phố Cần Thơ và các quận, huyện đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, đột nhập, mua bán hút chích ma túy, tệ nạn xã hội, quản lý chặt chẽ đối tượng xã hội, không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, tuyên truyền vận động nhân dân cảnh giác và kịp thời thông tin cho công an khi có đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Trên lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông, nhất là tại các vị trí tập trung đông người, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn không để xảy ra tình trạng đua kéo xe trái phép. Góp phần tuyên truyền thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, sáng nay Ủy ban Nhân dân phường Xuân Khánh phối hợp cùng các hội đoàn thể phường tổ chức khai mạc hội chợ Xuân. Hội chợ diễn ra trong 2 ngày từ 15 tháng 12 đến 16 tháng 12 tại Trung tâm Thương mại Vincom Xuân Khánh, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. Tham gia hội chợ Xuân có hơn 10 đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã với 10 gian hàng, trưng bày đa dạng các sản phẩm hàng hóa như quần áo thời trang, quá mỹ phẩm, các sản phẩm nông sản, đặc sản được chứng nhận OCOP. Ngoài trưng bày, quảng bá sản phẩm, các doanh nghiệp tham gia hội chợ còn chủ động triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi về giá, giúp người tiêu dùng dễ dàng chọn lựa và mua sắm các sản phẩm có chất lượng, giá cả phù hợp. Dịp này, các doanh nghiệp tham gia hội chợ Xuân đã đóng góp hơn 65 triệu đồng, góp sức cùng địa phương hỗ trợ chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Chương trình 12 giờ hôm nay của truyền hình thành phố Cần Thơ kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.